Chào các bạn đang ngắm một chiếc chén trà mộc không tráng men, họa tiết sen và đĩa kê cũng là sen. Chén này khoảng tầm 40ml. Đây là đĩa kê, ếch và sen. Đĩa kê dáng lá sen, còn chén là dáng hoa sen. Và đây là chiếc ấm. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.